những câu chuyện đáng sợ nhất với chiếc bồn cầu. Anh ơi, câu chuyện đáng sợ nhất về chiếc bồn cầu của anh là gì? Hồi năm 2 đi, có một chị hàng xóm nhờ anh sang thông hồ bồn cầu lúc 11 giờ đêm. Rồi có gì đáng sợ không anh? Hôm đó anh chồng chị đi làm ca đêm. Ok. Chị Tú, câu chuyện đáng sợ nhất của chị là gì? Hôm đó chị đi cà phê nhưng mà chị đã bụng. Xong chị đi xong chị lại dội không được, chị phải ra chị nhờ nhân viên dội giùm. Câu chuyện đáng sợ nhất về chiếc bồn cầu của mày là gì? Hôm đó có khách tới nhà chơi, xong người ta đi vệ sinh, cái làm bể bồn cầu. Là bể xong... là làm hai luôn. Thế xong người ta không dám ra khỏi nhà vệ sinh nhà tao luôn. Anh, gì chả? Kỷ niệm đáng nhớ nhất với chiếc bồn cầu của anh là gì? Kể cho em nghe. Đáng nhớ hả? Anh hay chơi điện tử trong nhà vệ sinh á. Thì bình thường á thì ở ngoài anh chơi anh hay bị mẹ la. Hay là anh vô nhà vệ sinh anh chơi. Thì cái hôm đó anh chơi xong anh buồn ngủ quá. Tất mẹ điện thoại xuống bồn cầu. Đâu? Rồi. Vậy là có điện thoại mới xài phải không? Thôi rửa đi. Đúng đầu mới thì nó cũng mới, tại vì nó rớt xuống mà nó không mới sao được. Đây nè, anh vẫn còn dùng. Và hôm nay sẽ là chiếc bồn cầu giải quyết được mọi nỗi buồn, mang chất lượng chuẩn châu Âu. Với kích thước bự, chiều dài cơ sở 740mm, chiều ngang 488mm và chiều cao là 640mm. Men sứ trắng, bên trong lòng bồn cầu trắng, nắp bồn cầu trắng, đường xả cũng trắng. Thấy chưa, các bạn có thấy bộ xả cực mạnh không? Là do vậy nè, bộ xả chuẩn chất lượng châu Âu luôn. Đây, Geberit, bộ xả chuẩn chất lượng châu Âu. Và đường xả nè, đường xả là liền mạch từ trong ra ngoài luôn. Đó là âm thanh của nhựa UF. Và nắp bồn cầu này có khả năng chịu hóa chất rất là tốt, vô cùng dày dặn. Nếu bạn chỉ quen đi vệ sinh với chiếc nắp bồn cầu nhà mình, vậy thì bạn có thể mở ra, bỏ em vào ba lô thôi. Nice. Bồn cầu một khối, chịu lực cực kỳ tốt.